Chào bác anh em, hôm nay cửa hàng Đông Cơ Anh Thư lên clip giới thiệu cho mọi người con máy Honda GX25 hàng Nhật bãi nhá. Rất là đẹp, con này thì rất là đẹp luôn. Lên chọn từ những một cái lô mà 100 cây máy cắt cỏ được một cây này lên clip cho anh em nhá. Máy quá là xuất sắc luôn. Số thoại cửa hàng em là 0969 333 463. Số thoại bên em có sử dụng Zalo các bác nhá. Thì con này là con Honda GX25. Con này điểm khác biệt nó là hàng Made in Japan các bác nhá. Đấy, 26cc, nòng 35 ly. Máy này thì rất là VIP luôn. Đấy, Honda này. Máy zin từ A đến Z nhá. Series máy này các bác có thể check trên trang chủ của Honda nhá. 1 1 3 8 2 1 80. Đấy. GCAAM. Con này thì nó rất là VIP. Nó là một cái con mà xăng riêng, nhớt riêng. Đặc biệt cái dòng Honda GX25 này thì nó trọng lượng khá là nhẹ nhàng cho các bác nhé. Trọng lượng chỉ là 5kg thôi, rất là nhẹ nhàng, tiện lợi cho bác nào mà sử dụng. Đó. Con này thì xăng riêng, nhớt riêng. Đây là buồng nhớt nhá. Đây là buồng xăng, thì mỗi lần các bác châm thì các bác châm 100ml nhớt. Máy Honda thì nó là nói về động cơ 4 thì Honda là số 1 rồi. Con này thì nó là Made in Japan, sản xuất tại Nhật Bản nha các bác nhá. Đó, hàng Nhật Bản. Con này tum của nó nhá, tum của nó là tum rời nhá. Tum của nó là tum rời. Đó. Bố côn nhỏ thích hợp cho các bác nào mình kiểu thi thoảng mình gắn sang máy bơm nước hay là máy xịt thuốc nhá thì rất là tiện lợi luôn. Đó. Tay ga bóp. Đấy, cái trên tay của nó này nó có những cái để các bác thông mồ hôi nhá, tay nhá. Không sợ là mình làm lâu nó bị trơn hay là khó chịu, rất là êm luôn các bác nhá. Đấy, cần của nó này, tem này. Đầu bò này, đầu bò zin nhá, còn nguyên cái chống cuốn cỏ luôn nhá. Tem này. Rất là đẹp nha các bác nhá. Cực kỳ là xuất sắc luôn này. Con này thì chạy đi bao các bác là cực kỳ bền bỉ, đặc biệt là cực kỳ loại xăng. Đấy, máy thì rất là dễ dàng nổ nhá, dễ dàng nổ các bác nhá. Đó, ok, em sẽ test thử tiếng nổ con máy này cho bác này. Con này giá bán anh em giá là 2.800.000 nhá. 2.800.000, bao phí ship lên tận nhà, đủ đồ nhá. Ok, test nổ này. Đây. Rất là nhẹ nổ, các bác có thể thấy chưa? Máy chạy êm đềm luôn nhá. Đó. Đây. Đây nhá. Nửa giây. Máy bao khói cho mọi người luôn nữa nhá. Máy bao khói luôn. Máy nổ cực kỳ là êm nhá. Quá là xuất sắc. Ok. Quá đẹp luôn. Rồi, bác nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số thoại cửa hàng mẹ em là 0969 333 463. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.